Dạ em toàn hàng Nhật bãi, xin chào tất cả các bác ạ. Hôm nay em có rất nhiều hàng bãi Nhật mới về, em lên video mới để giới thiệu cho các bác ạ. Như em là có mấy mẫu đục này, mẫu bonsai này, em sale giá thật sâu nhé cho các bác mình nhé ạ. Em có hai con dao đi phượt ạ, và mấy mẫu quẹt zippo nhé, đồng hồ cắt móng ạ, mấy mẫu đồ gốm sứ của Pháp ạ. Và em có rất nhiều mẫu bonsai nhé các bác, như kéo cắt cành này, kìm điện này, mỏ lết này, kéo hớt tóc, ống nhòm ạ, và mấy mẫu kiếng để các bác đạp xe đạp nhé, chống tia UV đó các bác ạ. Và em có hai cây búa, em có hai cây búa Stanley nhá, hai cây búa Stanley này, cây búa bổ này, dùng Nhật này. Em có cuộn dây điện Hataza nhá, hôm nay em có cuộn dây điện Hataza và rất nhiều mẫu dao chặt, dao thái, đồ đồng ạ, bình đồng. Các bác xem video của em thì cho em xin lượt like, một lượt đăng ký kênh và không quên bấm vào nút chuông theo dõi để thấy em lên video mới ạ. Hôm nay em lên video là mã H ạ. Mã H là H1 của em thì em có một bộ đục này. Hôm nay em sale ngày lễ cực sâu cho các bác nha. Bộ này thì có 4 cây. Rất là đẹp luôn ạ. Nói chung là còn rất là đẹp. Cây này thì nó mất hai cái khâu thôi ạ, nhưng nó lại còn tem mác này. Nói chung là cây nào cũng có mộc chuyện hết luôn. Này em nhìn này, em để gần này cho các bác mình nhìn, quay cận này, rất là đẹp luôn ạ. Rất là đẹp. Em đo cây thứ nhất đây. Cây thứ nhất nó độ khoảng 0.7 này. Cây thứ hai ạ, cây thứ hai 1.4 ạ. Và cây thứ ba thì 6 ly ạ, 6 ly nhé các bác. Cây thứ năm này, cây thứ năm là 2.5. 4 cây này, 4 cây này cực kỳ đẹp luôn, em sell giá cực sâu nhá. H1 100.000 cho mấy bác về xài nha các bác, nhanh tay nhá. H1 100.000. Rồi tiếp theo em lên H2 ạ. H2 thì em có mẫu bonsai này. Có 4 cây. Cây này cây cắt cành này. Cây cắt cành này thì còn xài rất là ngon ạ. Bình thường cây này là các bác mua là đã phải 100.000 rồi này. Cây này, cây cắt cành của Nhật xịn luôn ạ. Cây này nữa này, ốc đồng này. Thì về các bác mình chốt vẫn còn này. Các bác mình mài lại là xài thôi nhá. Cây này kéo tỉa này. Và cây này nếu mà cây tỉa này mà các bác mua cũng phải là trăm mấy rồi. Cây tỉa lá. Thì một set 4 cây này, em cũng sell cho các bác là 400.000 thôi ạ. Rất là rẻ nhá các bác. Các bác nhanh tay. H2 400. Tiếp theo lên H3. H3 thì em có 2 này, 3 này, 4 này và 5 cây. Một cây kéo tỉa này. Cây kéo tỉa này có chữ, vẫn chữ của Nhật đây ạ. Cây này cây kéo cắt cành này, cắt lá luôn này, chữ này. Cây này nữa này. Cây này cắt cành trắng đỏ này. Cây này kéo tỉa lá này, và đặc biệt cây này nhá các bác. Cây này các bác thợ mình về biết xài á, là có cắt bớt một tí cái chỗ cái chốt này đi. Này lưỡi của nó cực kỳ khít, là sắc luôn này. Nhưng các bác chỉ sửa chỗ này đi cái là khít lại ạ. Cây này các bác mua cũng đã 300.000 rồi đấy các bác. Thì một set này, một set 3 này, 4 này, 5 cây. Em bán H3 500.000. H3 500.000 cực rẻ nha các bác. Em qua H4 ạ. H4 thì em có một cây kìm điện ạ. Và hai cây cây này để mà các bác mình đầu đóng này, cây cộng và cây chờ có đầu hít 500. Cái hai cây này của Nhật xịn hết luôn nha các bác. Và cây kéo cây kìm điện này cũng vậy ạ. Cây kìm điện này thì size của nó này. Size của nó là gần 19 đấy ạ. Lưỡi cắt thì vẫn còn và răng lợi của nó này. Lưỡi cắt vẫn khít, răng lợi của nó. Thì H4 này em bán là 200.000. H4 200.000 nhé các bác. Tiếp theo em lên H5 này ạ. H5 của em là một con dao Tanto ạ. Con này thì rất là đẹp luôn ạ. Các bác mình đi phượt, sưu tầm, đi chơi này, những cái chốt này của nó bằng đồng luôn. Da này là da xịn luôn ạ. Da xịn nhá. Về phần này nó là gỗ ạ. Gỗ thì nó có chạm hai con rồng ạ, hai mặt luôn. Hai mặt là có hai con rồng luôn nhá các bác. Đấy, quay này để cho các bác nhìn này.
về phần tay cầm của nó nhá. Chốt này cũng bằng đồng xịn luôn đấy ạ. Về phần tay cầm này, nó có là phần này nó làm để chống trượt ạ, và khâu và lưỡi chốt của nó đổ liền nhá các bác, có chữ của nó đây ạ. Đấy, lưỡi tanto này thì rất là vừa đẹp luôn ạ. Thì em đo tổng chiều dài của cây này, tổng chiều dài của cây này thì nó rơi vào là 36 ạ. Chiều dài của lưỡi là 20 nhá các bác. Và bản ngang của lưỡi đây, nó gần 3 cm ạ. Gần 3 cm. Và chiều dày đây, nó 4.74 ạ. Một cây tanto này. Này em quay cận này cho các bác mình nhìn ạ. Cực kỳ đẹp luôn ạ. Lưỡi của nó em quay gần này. Đẹp lắm ạ. Thì cây này các bác mình đi phượt, đi chơi, sưu tầm thì H5 em bán là 880.000 nhá. H5 880.000. Rất là đẹp luôn ạ. 880.000 H5. Tiếp theo em lên H6 ạ, em cũng có một con tanto này. Con này thì lưỡi của nó cực dài nhá các bác. Lưỡi cực dài, nó nằm trong bao da bò này, nằm trong bao da bò. Đường kim mũi chỉ của nó thì cực kỳ đẹp luôn ạ. Phần này thì các bác mình có thể luồn dây lưng vào này. Lưỡi của nó này em quay cận ạ. Lưỡi của nó dài 31 ạ. Lưỡi dài 31. Phần tay cầm của nó này. Đấy, em quay gần này để các bác mình nhìn luôn ạ. Và nó có giáp ban đây ạ. Giáp ban. Em đặt thước vào để các bác nhìn đây. Nó dài, tổng dài là 43 năm ạ. Về phần lưỡi của nó là lưỡi 30 nhé các bác. Này, lưỡi dài 30. Và bản ngang của cây này thì nó dài là 2.6 ạ. Và chiều dày đây, chiều dày của nó là 4.74 ạ. Cực kỳ dày ạ, lưỡi cực đẹp luôn nhá các bác. Các bác mình sưu tầm trưng bày thì rất là ok luôn ạ. Thì cây H6 này em bán là 720.000. 720.000 nhá các bác. Rồi, tiếp theo em lên H8 này, em có một quẹt Zippo ạ. Em có quẹt Zippo. Cây này thì nó sản xuất năm 2011 ạ. Về các bác tra ra là các thấy ạ. Nó là USA này. Sản xuất tại Mỹ và nó có đây là cái cây này nó sản xuất tại Mỹ ạ. Đây, về hình thức của nó thì cực kỳ đẹp luôn ạ. Đây, mặt trước của nó đây. Đấy, tiếng nó kêu các bác thấy không? Đây, Made in Zippo USA này. Số 11. Thì các bác tra ra là nó ra 5 nhé các bác. Tra ra là ra 5. Đấy, tiếng của nó này. Mặt trước, mặt sau. Các bác mình sưu tầm hoặc là làm quà tặng thì rất là ok. Hình thức của nó thì cực kỳ đẹp này. Nói chung là rất là đẹp. H8 em bán 680.000 nha các bác. 680.000. Cây này sản xuất năm 2011. Em qua H9 ạ. Em qua H9 thì cây này nó là sản xuất từ Mỹ ạ. Từ Mỹ nha các bác. Zippo này. Nó còn nằm trong cái hộp này. Rất là đẹp ạ. Cây này nó thẳng là xuất từ Mỹ về nhé, không phải qua Nhật nhé các bác, không qua Nhật. Đấy, về hình thức cây này nó có đây, cái hình này là các bác nhìn rất là đẹp luôn ạ. Và cây này thì nó sản xuất năm 2003. 2003 còn mới, chưa qua sử dụng ạ. USA này. Về các bác cứ tra ở trên này ra là đúng năm nhé các bác. Các bác mình có thể làm quà biếu, quà tặng thì rất là ok. H9 này em bán là 750.000. Cây này nó sản xuất đời của nó 2003 nhé các bác. 2003. Rồi, đến H10 ạ. Em có cây quẹt này, màu nó đẹp không các bác? Nói chung là cực đỉnh luôn đấy ạ. Lựa được những cái màu này là cực kỳ đẹp ạ. USA này, màu mãi đỉnh luôn đấy. Cũng là sản xuất từ Mỹ nha, từ Mỹ thẳng về đấy các bác ạ. Này, mặt sau này. Cây này thì đời của nó là 2022 ạ. 2022.
đẹp lắm ạ. Tiếng của nó kêu các bác thấy không? Này còn mới này. Đây là các bác mình tra trên này ra là nó ra năm nhé. Thì H10 này em bán là 720k nhé các bác, 720k. Em qua H11 ạ. H11 thì cây này cũng đời nó rất là cao ạ, đời cực là cao nhá. USA này, trong hộp này là Zippo ạ. Và màu của nó đây, mặt trước mặt sau. Cây này là đời 2004 ạ, 2004. Này, các bác cứ trà đây, Zippo USA này. Nói chung là mấy cây này là đời cực sâu luôn đấy ạ. Thì H11 này em bán là 850.000. 850.000. Tiếp theo H12 ạ. H12 thì em có một cái đồng hồ, hôm nay lại về được cái đồng hồ, hiệu của nó là hiệu Raymond. Hiệu Raymond. Nói chung là cực kỳ đẹp luôn ạ. Kim nó chạy này các bác. Em lấy cái kính này để em đo lên cho các bác nhìn này. À, ấy gần lên cho các bác nhìn này. Mặt nó này đẹp lắm ạ. Mặt trước mặt sau chưa có chảy xước gì hết ạ. Chưa một vết chảy xước ạ. Cầm cực kỳ nặng tay luôn nhá các bác. À, thì em đo qua ngang miệng của nó ạ. Ngang của nó là 3.49, gọi là 3.5 đi. Nó có lịch này, có lịch ngày này. Đấy, nó có lịch ngày. Thì H12 này là em bán 900.000, màu bạc nhá các bác. Quay vẫn còn bóng, chưa một vết chảy. 900k. Em qua H13. H13 thì em có cái này thì nó còn nguyên tem mác này. Tiền in của nó là 6.800 ạ. 68.000 yên. Này cái quay của nó đẹp lắm ạ. Nói chung là cực kỳ đẹp. Nó có lớp xi mạ màu vàng, cũng có lịch luôn ạ, hiệu Raymond luôn. Thì hai cái mặt này kích thước như nhau, một cái màu bạc, một cái màu vàng. À, các bác mình mua về mà đeo đi đám cưới rồi quay phim chụp hình hoặc là đi làm văn phòng. Nói chung là cực kỳ đẹp luôn ạ. Đi đâu đeo cũng đẹp luôn, đẹp lắm. H13 em cũng bán 900. Các bác nhanh tay nhá, lấy màu vàng hoặc màu bạc ha. H13 900. Em qua H14 ạ. Em có 4 cây rũa hợp kim còn mới ạ. 4 cây rũa hợp kim còn mới nhá các bác. Còn mới chưa qua sử dụng ạ. 4 cây. Đấy, còn mới lắm ạ. Như này ngoài bãi như này là mới lắm ạ. H14 em bán 100.000 4 cây. Em qua H15 ạ. H15 thì em có một số cái móc chìa khóa nha các bác. Em để vào trong cái này. Đẹp lắm ạ. Mà nó móc hai đầu luôn ạ. Phần này thì mình có thể mình móc vào cái dây gì đấy. Còn đây, cái này là móc những cái chìa khóa vào. Phần này là móc khóa vào này. Đấy, khoảng chục cái ạ. Thì em bán là H15 80.000. H15 này 80.000. Tiếp theo H16 ạ. Em có một số muỗng nĩa này, nó còn mới ở trong bịch nhá các bác. Đấy, em rút ra để cho các bác nhìn đây ạ. Đẹp lắm ạ. Màu nó lên dễ thương không các bác. Này của Nhật hết luôn nhá. Nó có inox 304 ạ. Nó có đóng inox 304. Màu nó mạ xì mạ đẹp không? Có 5 cây nọ 5 cây kia, 5 muỗng và 5 nĩa. Thì bộ này là em bán là 5 muỗng và 5 nĩa, nó còn mới nha các bác, ở trong bịch. Em bán là H16, 150.000, 5 muỗng và 5 nĩa, H16 150. Tiếp theo em lên H17 ạ. H17 thì em có 5 cây. 5 cây này thì là cây muỗng ăn cơm nha các bác. Cây muỗng ăn cơm để em mở ra cho các bác mình nhìn đây ạ. Này, nó bóng soi gương được luôn ạ. À, nó có
Này là của Đức ạ, hiệu này của Đức nha các bác, em quay gần này. Gạch manh nỉ á. À, và nó có inox 304 này. Đấy. 5 cây. 5 cây muỗng này muỗng ăn cơm ạ. À. Này bóng soi gương được luôn đấy. Thì H17 này em bán 40.000 một cây. Các bác lấy 4-5 cây này thì là 200.000. Rồi tiếp theo nên có hai cây muỗng này, cây muỗng này múc đồ ăn ở trong tô ra. Cây này thì mình múc ở trong tô ra thôi các bác, múc canh, múc súp ở trong tô ra. Đấy. Hai cây cực kỳ đẹp không ạ? Soi gương được luôn nhá các bác. Nó có hiệu này Juring này là của Đức ạ. Và cũng có inox 304 đây. Đẹp lắm ạ. Các bác múc đồ ăn ở trong tô ra. Thì H18 này em bán 100.000 một cây, hai cây thì 200.000 nhá các bác. Hai cây 200.000. Rồi tiếp theo em lên là H19 đi. Em lên H19 ạ. Rồi tiếp theo em lên H19 này. Đây H18 này, H19. Đây, em quay luôn, em có 3 cục đá này đi. H28 này đi. Em có 3 đá. 3 cục đá này là H28 đi. Chân của nó là 6 ly ạ. Chân của nó 6 ly. Đá Nhật nhá, trên này nó có chữ Nhật hết luôn này. Chân 6 ly. Và em đo qua. Đo qua đây. Đường kính của viên đá này nó là 3.3 và chiều này của nó là 3 cm nhé các bác. Ba cục đá này thì em bán là H28 150.000. Chân của nó 6 ly. Em qua H29 ạ. H29 thì em có một cái mắt kiếng ạ. Cái này là dùng cho các bác đạp xe đạp ạ. Cái này nó là hàng Đài Loan nhá các bác, hàng Đài Loan xuất Nhật. À, xài cực kỳ luôn đấy ạ, rất là mát mắt nhá. Các bác đạp xe đạp hoặc là cho những em bé mình ngồi đằng trước nó đeo á. Đi chạy xe Honda bố mẹ chở thì rất là an toàn cho mắt của các con nhá, hoặc là người lớn xài. Nói chung là kính gọng nó dẻo lắm ạ. Gọng dẻo. Đây, nó có chữ trên này hết luôn này. Cái này thì của nó là màu vàng vàng này các bác, màu khói ạ, màu khói. H29 này em bán là 150.000. H29 150. H30 ạ. Cây này cũng màu màu của nó là màu xanh ạ, màu xanh. Cũng gọng của nó thì cực kỳ dẻo, mềm này, cho các em mình đeo hoặc các bác mình đi phượt đạp xe đấy. Thì cây này cũng là H30 150.000. Tiếp theo lên H31 ạ. H31 thì cây này thì màu vàng vàng này, màu này nhá các bác, màu này. Nó có chữ đóng trên bề mặt đây nè. Đấy, chữ Đài Loan ạ. Hàng xuất Nhật nhá các bác. H31 150. H32 ạ. Cây này thì màu xanh than nhá các bác. Này thì của em bé thôi ạ. Nó có chống tiêu UV này, cho các em đeo mà ngồi xe Honda bố mẹ chở thì rất là ok, mà mình đeo mắt mát sướng lắm các bác. Cái này cũng 150 này. H32 150. Tiếp theo lên H33. H33 này. H33 cũng 150 này, cho em bé gái đeo thì cực kỳ đẹp luôn này. Cái này cũng chống tiêu UV hết ạ. Cây nào cũng chống tiêu UV hết nhá các bác. Mắt nói chung là đẹp lắm ạ, đeo rất là ngầu luôn nhé các bác. Hai cây này thì của em bé này, một cây em bé trai, cây em bé gái, 150.000 một cây hết luôn nhé các bác. Rồi tiếp theo em lên H34 ạ. Em có một cây ống nhòm nhé các bác. Cây ống nhòm này thì hiệu của nó là Kenko ạ. Và nó có made in Japan ở đây ạ. Made in Japan đây. Về phần mặt đợt của nó thì là bề mặt nó hơi bị chảy xước do nó ngoài bãi thôi ạ. Đấy, phần này thì mình để sát vào mắt này, nó có chỉnh đây này các bác, chỉnh xa gần này, nó có mấy chế độ chỉnh nhá các bác. Hiệu Kenko,
Thì em đo tổng chiều dài của cái này. Cái này chiều dài của nó là rơi vào 12 ạ, à, và qua ngang của hai mắt nhá, nó là 11 ạ, à, rất nhỏ gọn, dễ thương nhá các bác. Đấy, và hiệu của nó là hiệu Kenko này, thì rất là nổi tiếng của Nhật đấy rồi ạ. À. À, thì cây H34 này em bán 650.000. Tiếp theo em lên H35 ạ. À, là một cây ống nhòm này các bác. Nó về mặt ngoại hình của nó thì hình thức của nó thì hơi bị chảy xước này, nhưng mà nó không có ảnh hưởng gì đâu ạ. Cái tí nhựa bên ngoài thôi, về có khi các bác cậy hết cái phần nhựa này đi cũng được, để cho mình cầm cái này cho nó. Nói chung là nó chỉ chảy tí chỗ này thôi. Đây nó có da ban này, à, và của nó thì hai mắt của nó rõ lắm ạ. Cây này thì rõ lắm. Hiệu Nikon này, Nikon là nổi tiếng rồi. Và nó có chỉnh này, chỉnh sang hai bên, chỉnh mặt to nhỏ đấy các bác. Phần này nó có chỉnh này, nói chung là cực kỳ rõ. Dây đeo lên cổ bằng da xịn luôn ạ. À. Và phần mắt của nó đây. Thì nói chung là hàng bãi thì nó có thể chảy xước, nhưng mà nói chung là xài nó rất là ngon các bác. Thì em đo chiều dài của cây này ạ. À. Chiều dài của nó thì nó rơi vào khoảng 11 ạ. À, và qua ngang hai mắt đây. À, nó rơi vào 15 năm nhé các bác. 15 năm. Chỉnh xa gần được. Thì cái cây này là H35, em bán 500.000. H35 500.000. Tiếp theo em lên H36 ạ. H36 thì một cây ống nhòm này. Nó còn dây này, sợi dây dù thôi các bác ạ, sợi dây dù. Khi các bác gấp nhỏ gọn lại này, đúc túi quần được ạ. Và nó có chỉnh là chỉnh ở đây nhá các bác. Chỉnh ở đây này, 8 x 21 mi này, hiệu Matte này, và phần hai mắt nó đây ạ. Và nó có cái này, trên này nó có số đóng đây nhá các bác, có chữ số đóng đây, rất là nhỏ gọn. Hình thức thì của nó màu đen, nó hơi có chảy xước thôi ạ, chảy xước nhẹ thôi nhá các bác. Thì em đo chiều dài của nó rơi vào là 9.5 ạ, và qua ngang nó là 6 cm. Lúc nhỏ đây các bác. Thì cây này là H36, em bán 500.000. H36 500.000. Tiếp theo lên H37 ạ. H37 thì hôm nay em có một bộ gốm này. À, cái này là của Pháp ạ. Của Pháp, nó còn mới ở trong hộp nè các bác. Mới ở trong hộp. À, nó ở bên Pháp thì đĩa nó rất là nhiều, như vần chén và như này thì em về là em tìm mãi mới được, coi như một set như thế này thôi ạ. Rất là nhiều, như chỉ có một set chén này thôi, à, ly này thôi. Nói chung là ly và chén thì cực kỳ hiếm các bác. Cái này của Pháp này, nó có cái chữ đóng nổi hết luôn ạ. Và phần đĩa này cũng có luôn này, chữ của nó nổi lên đây. Thì em đo qua bộ này, nó có 4 cái ạ. Qua miệng của nó là rơi vào là 8.5 nhá các bác. Chiều cao của nó khoảng là 5 cm. Cái đáy của nó đây ạ, cái đáy đây, nó khoảng là 3.5. Và nó có quay cầm này. Của Pháp rất là hiếm những cái này nha các bác. Em nhấn mạnh luôn đấy, không bao giờ có nữa đâu đây ạ. À, qua ngang của đĩa nó là 12 năm ạ. Đấy, cái đĩa nó cũng họa tiết cũng rất là đẹp luôn. Và nó chất liệu là sợi thủy tinh nhá. Các bác xài thì nó cực bền luôn ạ. 4 cái. Thì H37 này em bán là 550.000. H37 550.000. Tiếp theo lên H38 ạ. H38 thì em có 10 cái chén, nguyên một set luôn. Đó. Thì hình thức của nó thì nó rất là màu trắng ạ. Màu trắng, họa tiết thì là một giống như là những cánh hoa này, cánh hoa hồng các bác. Đây, em đo qua ngang ạ, của một cái đây nhá. Nó là rơi vào là 13 ạ. Rơi vào 13. Và chiều cao của nó là khoảng 6 cm. Qua đáy của nó đây, đáy có mộc triện hết luôn. Có phờ răng luôn, hết luôn ạ, là của Mỹ này, à của Pháp đấy các bác. Chất liệu thì cực bền. Ví dụ như các em bé mà có đánh lỡ rớt cũng không có bể đâu ạ. Đấy, qua ngang miệng của nó 13 đây. Thì em có 10 cái. H38 là em bán 600.000 nhá các bác. 60.000 một cái, có 10 cái ạ. Em qua H39 ạ.
Tiếp theo em qua H39. H39 này thì em có 4 cái đĩa này. Hình thức của nó thì còn nói chung là người ta chỉ xài lướt qua thôi ạ. 4 cái đĩa này thì của Mỹ hết luôn nhá các bác. À 6 cái. Của Mỹ hiệu US hết ạ. Nào cũng hiệu US luôn. Cực kỳ nhẹ luôn ạ, mà màu của nó rất là dễ chịu nhá các bác. Màu cực kỳ đẹp luôn ạ. Đấy. 6 cái. Đẹp lắm ạ. Nhẹ. Đẹp lắm ạ. Thì em đo qua ngang miệng của nó. Đó, nó rơi vào 21 ạ, nó sâu khoảng 4 cm nhá. Cây nào cũng có US hết luôn. Có mộc truyện của US. 6 cái này là em bán 420.000. Hàng rất là độc ấy nhá các bác. Cực kỳ hiếm, rất là hiếm luôn. 6 cái là 420.000. Em qua H40 ạ. Em có 2 cái đĩa này. Này thì dùng cho các em bé mà mới tập ăn đấy, mình để các phần ăn này, rau này, thức ăn này. Các thứ lên cho các em. Rồi, đẹp lắm ạ, cũng của Mỹ luôn ạ. Cây này của Mỹ luôn nhá, USA này. Còn 46 cái đĩa kia là nó là US không á các bác. Thì nó qua ngang miệng của nó là 26 ạ. Cây này size lớn nha các bác, nó có 3 ngăn. Này là hiệu USA. Còn nguyên tem mác ạ. Thì hai cái đĩa này em bán 200.000 nha các bác. Rồi tiếp theo em có 3 cái đĩa này. Họa tiết cực kỳ đẹp luôn ạ, còn mới nha các bác. Mới lắm ạ, chưa qua sử dụng luôn đấy ạ. Cũng hiệu USA. Cái này là USA. Còn cái kia là US không ấy ạ. Nó còn cao cấp hơn nữa ạ. 6 cái. Này thì cho các em bé thì màu sắc của nó rất là đẹp này. Các bác cứ mua về cho các em bé nhà mình thì nó rất là thích luôn. Thì em qua ngang của nó là 21 ạ. Nó sâu khoảng 3 cm. Đẹp lắm ạ. Đẹp lắm. H41 250.000. Em qua H42 ạ. H42 thì em có một cây vợt ạ. Hai cặp vợt nhá các bác. Hai cặp vợt, màu thì cực kỳ đẹp luôn ạ. Nhẹ. Dùng cho các em bé mình học cấp 1 á, các bé ra chơi giữa giờ ra chơi hoặc chiều về các em có thể vận động. Hai quả cầu ạ. Còn nguyên tem mác nhá các bác. Nhẹ lắm ạ. Màu đẹp ạ, cho các bác mua về cho các em bé như mình thể thao. Thì em đo chiều dài của nó đây. Chiều dài của nó là 60 ạ. Và phần cầu của nó là 14 nha các bác. Qua ngang nó là 20 ạ. Nó nhẹ, nó khoảng độ hơn lạng thôi. Các em chơi là nó rất là nhẹ. Đấy, thì em có một cặp này. Em bán là 100.000 một cặp nhá. H42, 100.000 một cặp. Hai cặp này 200.000. Rồi em có nói luôn thì em có cái này này. Dùng để các bác mình là để lạng da mà da dây da lưng ấy ạ. Hoặc là đóng bóp ấy, cái này này. Là dùng để làm để các bác mình thấy phù hợp với công việc thì có thể mua. Thì em bán 100.000 là hai cái này này. 100.000 hai cái này. Đấy, em giơ lên này là để cho các bác mình nhìn để ai phù hợp với công việc thì mua nhá. Nó rơi vào 30 ạ. Và chiều này, chiều ngang của nó là 22. 100.000 hai cái. Rồi em qua H43. H43 em có một cây kẹp này là kẹp ắc quy ạ. Kẹp ắc quy. Nó còn nguyên tem mác ạ. Nó còn nguyên tem mác đây, hai cái kẹp một đỏ một đen. Em bán 180.000, H43 180. Em qua H44 ạ. H44 thì em có một cây này, nó còn ở trong cái bịch này nhá các bác. Này thì các bác là cái làm đế để laptop ạ. Đế để laptop. Đây em mở ra. Nó là bằng chất liệu của nó là dòng nhôm ấy ạ. Nhôm đặc các bác. Khi các bác mở ra đây ạ. Đây, mở ra này. Đây các bác để laptop ạ. Đây, để theo chiều này này. Đấy.
muốn để ngả vào với cái độ bao nhiêu thì các bác nó có chốt này, các bác cài này đẹp lắm ạ. Thì em đo một chiều đây các bác, cái đế này là để laptop, cái này chiều này nó rơi vào là 23 và qua ngang của nó đây là 18. Khi các bác sử dụng xong thì lại gấp nó lại ạ. Đấy, đúc vào cặp đi về, để vào trong này, lúc mình đến văn phòng mình để ra rất là ok luôn nhá. Thì H44 này em bán 400.000, nó bằng thép ấy các bác ạ, bằng thép mà rất là nặng nhá, cầm rất là nặng tay ạ. Các bác mình đi làm văn phòng thì là đúc vào cặp xong đến để nó là cái giá đỡ laptop. Rồi em có qua H45 ạ. Em có hai cái cặp mỏ led này của Mỹ ạ, một cái của Rothman và đây, hiệu của Rothman hết ạ. Cây này này, miệng của nó này. Nói chung là ok lắm ạ. Và cây này nữa này. Một cặp nữa các bác. Hai mỏ khác nhau, hiệu của Rothman. H45 em bán là 200.000. 6 inch. H45 200.000 hai cây. Một cây miệng của nó này, cây này miệng khác nhá, hai cây. 200.000. Tiếp theo H46 ạ, em có một cây kéo hồ lô. Cây kéo hồ lô này thì nó có chữ Nhật đóng trên bề mặt này. Nó đúc nguyên khối các bác. Về phần này thì nó nảy nắp, phần này kẹp càng cua, này cũng nảy nắp được luôn ạ. Nảy nắp như thế này, chiều này. Và mình có thể mình mở ra này, hai mảnh được luôn. Để mình xử lý, mình vệ sinh hoặc là mình mài. Đấy, khi mình lắp vào đây ạ. Đấy, thì cái này nó đúc nguyên khối các bác ạ. Thì chiều này của nó rơi vào là 20 ạ, 20-21 đấy ạ. Phần lưỡi sử dụng của nó là 7 nhá. Nó có một bên là nó có răng cưa để chống trơn trượt, còn một bên lưỡi này cực kỳ sắc bén luôn ạ. Thì cây này là H46 em bán 240.000. Em qua H47 ạ. Cây này thì người ta xài nó cũ mất rồi ạ. Cây này xài cũ mất rồi, nó ngoài bãi này. Giống y chang cây kia. Chữ này, chữ đóng trên bề mặt đây. Cây này thì nó có chảy xước. Thì H47 em bán 120.000. 120.000. Em qua H48 ạ. Em có ba cái hộp này. Ba cái hộp này, trong này nó có mỗi hộp nó có một cái móc móc khóa nha các bác. Dây này là tết này các bác. Tết bằng dù ạ. Phần này thì nó lắp khóa vào đây. Phần này là mình lắp khóa vào này, các chìa khóa gia đình mình ấy, chìa khóa đây, cho vào đây. Và phần này là phần móc móc vào dây lưng ạ. Nó có chữ trên bề mặt này các bác, chữ trên bề mặt này. Có ba cây ạ. Nó có cái này làm gì em cũng không biết nữa luôn ạ. Đây, nó có phần thêm phần này. Nó còn ở trong hộp này nhá các bác. Thì H48 này em có ba cái ạ. Em bán 100.000 ba cái này là được ba cái móc nhá các bác. Em qua H49 ạ. H49 thì em cũng có ba cái hộp này. Và phần bên trong nó cũng có móc đây ạ. Nó có thêm cái đầu này em cũng không biết làm gì đâu, hay là các bác xử lý nào đây. Trong này nó có luôn à này. Đây để các bác móc vào đây này. Đấy, nó để ở trong này cho các bác ạ. Về phần móc của nó này. Phần móc này, cái này là cài vào dây lưng đấy ạ. Và chữ trên bề mặt nó này. Móc hai đầu luôn ạ, móc hai đầu. Có một hộp này là mỗi hộp có một cái và em có ba hộp luôn nhá các bác. Còn ở trong hộp này ạ. À, em cũng bán 100.000, H49 100 nhá. Em qua H50 ạ. À, H50 thì em có một cái này dùng để các bác nướng mực ấy ạ. À, khi các bác đi du lịch hay đi đâu cầm đi cũng được ạ. À, đổ cồn và nướng mực. Đấy, nó có chảy xước, nó cũ rồi, nó có bong chóc cái này này các bác, nhưng mà các bác dùng để nướng mà không có ảnh hưởng gì hết ạ. À, tay cầm đây. À, thì em đo qua chiều này của nó ạ. Đo qua ngang cái đường kính của nó này, nó rơi vào là gần 10 nha các bác. Nó có tay cầm này, tay cầm của nó khoảng 7 cm.
H50 em bán 150.000, cái dùng để nướng mực, đổ cột vào đây mình nướng. H50 150.000. Em qua H52 ạ. Em qua H52 thì em có một cây dũa. Phần là dũa của nó thì rất là dài luôn ạ, và nó tay cầm của nó đây. Thì các bác mình mà bán gà, bán vịt ngoài chợ đấy, bán thịt heo ấy, này nó dài là 42 ạ. Phần lưỡi sử dụng nó 30 cơ mà các bác. Các bác mình mua về dùng cho trong nhà bếp mình cũng được ạ. Nó có made in Japan đây. Đấy. Tay cầm của nó cực kỳ đẹp luôn ạ. Thì cây này là H52, em bán 150.000, H52 150.000. Em qua H55 ạ. H51 đi, em có một cái kính lúp này. Kính lúp này thì do nó ở ngoài bãi thì nó có bị chảy xước nó cái vòng bên ngoài thôi ạ, phần bên mắt trong mắt kiếng nó không có ảnh hưởng gì đâu ạ, nó có một vết chảy này thôi, vết chảy mờ này thôi ạ. Đấy, nó chỉ chảy về cái bên ngoài thôi, và nó có cái chân này để về các bác gắn vào chỗ làm việc của các bác ấy, chỗ hàn của các bác ấy, các bác xài cũng rất là ok luôn, và nó rất là rõ ạ, này, rõ lắm ạ, để cho các bác thợ mình làm đấy, này nó cực kỳ rõ luôn. Thì em đo cái chiều này của cái kính lúp này, cái chiều để các bác gắn vào đây, nó rơi vào khoảng 30 nha các bác. Và đường kính của nó đây là 10 cm ạ. Thì cây kính lúp này là H51, em bán 180.000, H51 180.000. Rồi em lên H đây, em nói đến mấy cây này đi ha. Mấy cây này, em có cây mỏ lết này đi. Cây mỏ lết này thì nó dùng là hiệu của nó là hiệu Bealon này. Hiệu của nó là hiệu Bealon này. Cây này thì nó là dùng ở tàu biển đấy các bác. Hiệu của nó là hiệu Ebalon. Cái này thì là nó mới chưa xài bằng đồng nhá các bác. Chuyên ở tàu quân sự Mỹ ạ. Nó dùng cái này thì là nó mới tức là nó mới chịu được cái nước ở ngoài biển đấy các bác. Nó có dấu nội địa này. Đấy. Nó dùng ở trong quân đội Mỹ ở tàu biển. Đấy. Chuyên xài của quân sự Mỹ đấy các bác. Này, cây này thì cực kỳ đẹp luôn ạ. Nó mà nó bằng đồng nhá các bác, rất là có giá trị. Các bác mình sưu tầm thì rất là ok, size của nó là 250. H27 em bán 1.250.000. 1.250.000, cây này mới chưa qua sử dụng. Hiệu Bearon này các bác. Các bác nhìn này là các bác biết hàng hiệu rồi. Đấy. Và H25 này. H25 thì em có một cây rìu này, nó còn mới chưa qua sử dụng này, cái đầu của nó này, đầu đóng của nó, đầu nêm của nó cực kỳ đẹp luôn. Nguyên zin luôn nhá các bác, nguyên zin luôn sơn đấy. Tay cầm của nó này. Và nó có chữ hết trên bề mặt này, cái cán nó cũng có luôn. Hiệu Stanley này. Này, hiệu Stanley. Cây này nguyên zin luôn. Nó nặng 800 g. Cây này nặng 800 g nhá các bác. Hiệu Stanley. Đây nó có đây. Đấy. Nguyên zin luôn. Em không có động một cái gì hết ạ, chỉ lau qua cái cán thôi. Cán của nó đây cũng Stanley này. Và nó 59 số của nó trên cán luôn ạ. Thì em đo chiều dài của cả cán luôn, nó rơi vào là 34 ạ. Chiều dài nguyên lưỡi không nó là 13 năm nhá các bác. Bản ngang của lưỡi ạ. Nó rơi vào 8.8 cm đấy ạ. Cực kỳ chưa các bác. Các bác mình sưu tầm thì nói chung là rất là ok. Cây này là hiếm lắm không có ạ. Nặng 8 lạng. H25 em bán 1.400.000. Phần đầu đây. Hiệu Stanley đây. Nguyên zin luôn nhá, không có động gì hết ạ. H25 1.400.000. Em qua H26 ạ. H26 này, em cũng có một cây này hiệu nó Stanley này. Nó có số trên này các bác. Chữ của nó Stanley ạ.
cán cái tem của nó ấy ạ. Cây này thì đẹp lắm ạ. Đây nó có phần này nhổ đinh nhá các bác. Và đầu đóng của nó, đầu đóng của nó chưa có một vết gì đâu, cấn dập gì đâu ạ. Đấy, phần lưỡi này nguyên zin luôn ạ. Thì em đo tổng chiều dài đây. Chiều dài của nó là rơi vào là 33 nhá các bác. Chiều dài của lưỡi ạ. Chiều dài của lưỡi nó rơi vào là 17 ạ. Và bản ngang của lưỡi đây, nó rơi vào là 9 cm. Chữ của nó đây ạ. Và phần đầu nem của nó đây. Stan này có số này. Cán có stan này. Nguyên zin luôn nhá các bác. Cây này là H26, em cũng bán 1 triệu 400 nghìn nhá. 1 triệu 400 nghìn. Rồi tiếp theo em lên đây. Em lên H54 này đây ạ. À. H53 đi. H53 của em này, em có một cái cây này là chân máy ảnh nhá các bác. Các bác selfie hoặc là chụp ảnh thì rất là ok. Cây này thì nó dài là 1m2 ạ. Dài ra là 1m2 nhá các bác. Này em kéo hết hết ra là 1m2. Và thu lại của nó là được là 27 sen. Thu lại là 27 sen. Rất là ok này, đầu nó quay này. Các bác để như thế nào cũng được ạ. Dài 1m2 và thu lại là 27 sen. Cây này còn đẹp lắm ạ. Chân của nó đây. À, thì H53 này em bán là 300.000 ạ. 300.000 nha các bác, nhanh tay cây này đẹp lắm ạ. 300.000. Qua H54 ạ. Em qua H54 thì em có một bộ này. Em lựa nó đủ các size đấy ạ. Để các bác mình xài, em về em đúc vào trong cái bịch này. Này nó các số ở trên này nhá, số 5, số 2, số 4, số 3. Có hai cây số 3 nha các bác, nhưng mà nó lại vẫn khác nhau đấy ạ, không có trùng nhau đâu ạ. Cây này số 1 ạ. Số 2 ạ. Cây này lại là số 10 là sao ạ? Em không hiểu nha các bác. Đây em đủ luôn ạ. Thì bộ này của em là H54 em bán 300.000. Lưỡi nào cũng sắc bén này các bác. H54 300.000. Tiếp theo lên H55 ạ. Em có bộ này bấm đầu cốt ạ. 1 2 3 4 5 10 10 các loại. Có 10 ngăn là nó khác nhau hết ạ. H55 em bán 100.000. Tiếp theo em lên H56 ạ. 56 thì em có một bộ đóng chữ này. À đóng số, bộ này là bộ số ạ. 0 1 đủ các số đến 10 luôn ạ. 0 1 2 3 4 5 6 7 đến số 8 nha các bác. Bộ đóng số. Có 9 ấy này, 9 số này các bác. Cây này thì size của nó là size của nó là 1.5 ly. Nó nặng 1 kg 2. 1.5 ly nặng 1 kg 2. Nó có một cây này nó khác màu thôi các bác. Khác màu thôi. Nó nặng 1 kg 2 ạ. Về các bác xài vẫn vô tư ạ. Nó chỉ khác màu thôi nha các bác. H56 400.000. H56 400.000. Tiếp theo H57 ạ. Em có một bộ chữ ạ. Đủ luôn các chữ luôn. Này thì nó nặng là 3 kg 4 ạ. Đây nó có đây này. Cái này size của nó là 12.5 ạ. 12.5. 12.5 ạ. 12.5 ly. Nó đủ, không có thiếu chữ nào hết và nó chỉ có một cây khác màu. Hai cây này nó khác màu thôi, em lựa mãi. Nó vẫn vào bộ luôn ạ. Không đúng cây đúng 10 ly hết à 12.5 hết ạ. Thì bộ này nó nặng là 3 kg 4. Không có thiếu chữ nào hết. Đấy.
Nó chỉ có hai cây này khác màu, ba cây khác màu thôi ạ. Nó lẫn mà em tìm cả buổi đấy các bác. Nhưng mà nói chung là nó hai bộ nó khác nhau, nhưng mà em tìm đủ bộ. Nó lẫn sang bộ kia thôi. Không thể nó tìm được nữa ạ. Thì cây này là 12.5 ly nặng 3,4 kg. H57 em bán 700.000. H57 700.000 như vậy. Em qua H58 ạ. Em có bộ này các bác. Nó còn mới ở trong bịch ạ. Còn mới nên em cũng chẳng mở ra nữa. Đủ các đầu bông, đầu cộng, đầu trừ này. Trên này là nó có số hết luôn. Thì bộ này em bán là H58 200.000 nha các bác. H58 200.000. Em qua H59 ạ. Em có một cái bào củ quả. Cây này thì nó made in Japan này. Nó hiệu của Kai. Hiệu của Kai là nổi tiếng của Nhật rồi ạ. Về phần dao kéo đấy ạ. Cây này thì các bác mình có thể bào những củ quả, trái cây để các bác mình lúc có khách ấy, cầm lên mài thì nó rất là xài, rất là ok luôn ạ. Trong này nó có made in Japan đây ạ. Thì cây này H59 100.000. Em qua H60 ạ. Em có một cặp kéo hớt tóc ạ. Hiệu cũng của Kai luôn ạ. Đây, hiệu của Kai này. Về phần đây nó cũng đóng Kai này. Nó còn mới ở trong bịch, nguyên tem mác này luôn nhá các bác. Một kéo tỉa và một kéo cắt ạ. Một kéo tỉa và một kéo cắt. Cặp này rất là đẹp luôn ạ. Các bác mình có thể sưu tầm hoặc là để về mình hớt tóc cho gia đình nhà mình thì cũng rất là ok luôn. Size của nó rơi vào 17 ạ. Size 17. Phần lưỡi sử dụng nó được 6 chấm mấy thôi nha các bác. 6.5. Thì H60 này em bán 350.000. Một kẹp và kéo hớt tóc. Rất là đẹp luôn ạ. Em qua H61 ạ. Em có một cái đục dũng ạ. Về phần khâu chốt của nó này còn đẹp ạ. Lưỡi của nó này các bác. Và nó có chữ đây. Đây nó có chữ M này các bác. Chữ của nó M này. Em đo chiều dài của cây này ạ. Chiều dài của nó rơi vào là 23. Và bản ngang của lưỡi đây. Bản ngang của lưỡi là 3 cm ạ. Bản ngang của lưỡi là 3 cm. Thì cây này là H61 300.000. Em qua H62 ạ. Em có một cái kìm kìm chết ạ. Kìm chết này. Về phần răng lợi của nó này các bác. Cây này là đẹp lắm ạ. Cây này cực kỳ đẹp luôn. Đây, cây này đẹp lắm ạ. Thì cây này là size của nó size lớn nhá các bác. Size lớn, nó rơi vào gần 34 thôi mà các bác. Gần 34. Cây này là số 10 VWR này các bác. Răng lợi thì còn rất là ok luôn ạ. Này em siết chặt rồi đấy. Em siết chặt. Thì cây H62 này em bán 600.000. H62 600.000. Em qua H63 ạ. H63 thì em cũng có một cây kẹp, nhưng nó lại kiểu này ạ. Phần kẹp của nó đây ạ. Thì nó do hàng bãi, nó có một ít thâm thâm này thôi ạ. Nói chung là không có ảnh hưởng gì hết ạ. Đây, hiệu cùng mấy cái hiệu vừa nãy nó có hai bàn tay nắm nhau này. Viserip này. Về phần này cũng thế đây ạ. À, nó có USA này. Thì cây kẹp này là H63 em bán 300.000. Em qua H64 ạ. Em có một cái kìm chết ạ. Kìm chết này thì về phần hình thức của nó thì còn rất là mới ạ. Made in Japan này. Tay cầm của nó thì vẫn còn liền lạc, chưa có rách dưới gì hết nhá. Về phần lưỡi cắt này còn mới ạ, khít ạ. Răng lợi của nó này. Thì H64 này em bán là 250.000. Cái này size lớn đấy các bác ạ. Nó rơi vào 22 cơ mà. Size cực kỳ lớn ạ. H64 250. Tiếp theo em lên H65 ạ. Em có một con dao này, dao phượt nha các bác. Cái này da của nó da xịn luôn đấy ạ. Trên da nó còn có đóng chữ này. Tay cầm của nó này. Nó có hai chốt rất là đẹp luôn ạ.
Phần này là có USA này, có số luôn nhá các bác. Khâu chốt của nó đổ liền ạ. Thì em đo tổng chiều dài của cây này nó rơi vào là 25 ạ. Phần lưỡi của nó là 24.5 ạ. Và chiều dày của nó để em đo. Em đo chiều dày đây ạ. Nó 4.04 ạ. 4.04, một con dao này, dáng của nó cực kỳ đẹp luôn. Chữ USA này. Còn nằm trong vào da bò này nhá. Các bác mình đi phượt, đi câu, cắt dây câu hoặc là đi chơi thì rất là ok luôn ạ. Thì cây dao này là H65 em bán 320.000. Tiếp theo em lên H66 ạ. Em có một bộ 5 cây khóa. Bộ 5 cây khóa. Cây lớn nhất của nó là 14 ạ. Và cây nhỏ là cây nhỏ của nó là 10 nhé các bác. Và đặc biệt của nó là một miệng mở này và một miệng đầu tuýp mà còn lắt léo nữa ạ. Rất là có giá trị luôn nhé các bác. Đầu tuýp còn lắt léo. Cây lớn của nó là 14, 13, 12, 10 và 8 ạ. 5 cây. Em bán là 300k, H66 300k. Tiếp theo em lên H67 ạ. Em có một cây kéo này. Cây kéo hình đuôi cá này các bác. Nó có chữ đóng trên bề mặt này. Cây kéo này cây kéo cắt cành ạ. Đấy, nó đúc nguyên khối luôn. Đúc nguyên khối luôn thì cây này nó rơi vào khoảng là 16.5 ạ. 16.5. H67 em bán 90.000. Em qua H68 ạ. Em có một cây kéo cắt cành nó còn mới ở còn trong hộp này các bác. Còn mới ở trong hộp. Trong hộp gỗ ạ. Còn rất là đẹp này, hộp này nó có hoa anh đào này. Cái này là của Nhật đấy các bác. Thì cái chốt của nó đây ạ. Chốt dài nó rất là đẹp ạ. Trên này nó đóng chữ trên da luôn nhé các bác. Đóng chữ trên da luôn. Có lò xo chữ V này, rất là chắc ạ. Ốc thì ốc đồng ạ. Ốc đồng made in Japan này. Có chữ đóng trên bề mặt này, chữ Nhật đóng chìm đấy các bác ạ. Size của nó rất là đẹp, size lớn nha, dáng chữ A. Thì em đo tổng chiều dài của cây này nó rơi vào 21 ạ, size lớn rồi các bác. Mốt là size lớn ạ. Phần lưỡi của nó này. Và phần bên này nó có làm dáng của nó rất là đẹp luôn ạ. Ốc đồng. Chốt của nó ok không các bác? Made in Japan. Thì cây này nó còn trong hộp này, em bán là H68 là 520.000 nha các bác. 520.000. Em qua H69, em có một cây cắt kẽm ạ. Cây này cắt kẽm thì nó còn cây này thì nó còn đẹp ạ. Cái này còn đẹp lắm ạ. Này, lưỡi của nó cực kỳ đẹp, cắt kẽm nha các bác. Thì em đo chiều này, tổng chiều dài của nó rơi vào 24 ạ. Lưỡi của nó này. Thì H69 này em bán là 160.000. H69 160.000. Em qua H70 ạ, em có một cục đá mài. Nó có một cái đế này để cho các bác chống trơn trượt ạ. Thì một mặt thô của nó là 3.000 và mặt mịn của nó là 8.000. Nó có made in Japan này. Em đo tổng chiều dài của nó rơi vào là gần 18 ạ. Và bản ngang của nó là 6 cm. Chiều cao cả đế nha các bác. Nó là 2.5 ạ. H70 em bán 140 ạ. 140.000 nha các bác. Tiếp theo lên H71 ạ. Em có một cây cuốc này, cực kỳ đẹp luôn ạ. Cây ba răng nhá. Vì phần đầu nêm của nó này, nó là thép rèn nên là nó lớp sơn mạ của nó màu này á. Lớp mạ của nó màu đó ạ. Và trên thân cây nó có ấy này, còn nguyên tem mát. Cây này còn mới lắm ạ. Các bác mình về làm bonsai thì rất là ok luôn ạ. Thì tổng chiều dài của nó là 37 ạ. Phần chiều của lưỡi nó là 12 nhá. Qua ngang của nó là gần 9 cm đấy, gần 9 cm. Thì H71 này em bán 150.000. H71 150.000 một cái cào ba răng rất là mới luôn ạ. Em qua H72 ạ. H72 thì em có cặp cưa này, cưa lách. Tay cầm của nó đẹp lắm ạ. Tay cầm của nó đẹp lắm.
Thì em đo chiều dài của nó rơi vào là 34 ạ. Phần lưỡi sử dụng của nó là 21 ạ. Và bản ngang của lưỡi nó là 3.5. Răng lợi của nó này các bác, chưa có chảy xước gì hết ạ. Và một cặp này em bán là H72 90.000. Em có H73 ạ. H73 thì hôm nay em về được một con dao đề 3 này size lớn ạ. Các bác mình có thể chặt gà chặt vịt được luôn đấy ạ. Thái đồ ăn chín nó có vừa thái vừa chặt được ạ. Cây này thì nó size của nó dài là 35. Chiều dài của lưỡi nó là 20.05 ạ. Và em qua ngang cái bản lưỡi của nó là 6 cm 6.2 á. Cây này nó dài bao dày bao nhiêu ạ? Cây này thì nó dày khoảng là 4.70 ạ. 4.70. 4.58 ạ. Chính xác là 4.58. Khâu và lưỡi của nó đúc liền ạ. Cán gỗ nha các bác. Cây này đẹp lắm ạ. Các bác mình có thể thái vừa chặt được luôn. Thì H73 em bán 360.000. Em qua H74 ạ. Em có một con dao. Dao này dao lóc ạ. Nó có made in Japan đây ạ. Lưỡi rất là dài luôn. Các bác có thể cắt tảng thịt đông á. Nó rơi vào 43 ạ. Và lưỡi của nó dài là 27.5 ạ. Bản ngang của lưỡi đây, nó là 3.4. Và chiều dày của dao ạ, nó rơi vào là 3.37 nhé các bác. Made in Japan. Cây này thì các bác mình có thể cắt cá ngừ lớn hoặc là tảng thịt đông lớn nhá. H74 340.000. Tiếp theo lên H75 ạ. Em có một con dao này để các bác mình lạng da đấy ạ. Da này là da công nghiệp, da là da dây lưng ấy ạ. Khâu bằng đồng. Và cán của nó rất là đẹp luôn ạ. Cây này thì nó hiếm lắm các bác, nó to như này thì nó hiếm lắm ạ. Thì em đo tổng chiều dài của cây này nó rơi vào khoảng 24 năm ạ. Đây, chiều dày ngang qua ngang lưỡi là 7 cm ạ. Và chiều dài của lưỡi sử dụng nó khoảng 14 ạ, khoảng 14. Cây này thì nó dày khoảng là 2.28 ạ. Nó là thép rèn này các bác, nó là thép rèn thủ công ạ, nó làm thủ công nhá. Cây này đẹp lắm ạ. Khâu bằng đồng, rất là ok luôn. Thì H75 này em bán 400.000. Em qua H76 ạ. 76 thì em có một con dao này. Nó có 3 chốt ạ. Nó làm cái này là để chống dính nha các bác. Khi các bác cắt thịt nó không có dính ạ. Hiệu của nó đây. Đây là chữ này, chữ Nhật hết luôn ạ. Do dao này là nó đã qua sử dụng rồi. Nhưng mà chất liệu của nó thì cực kỳ ok luôn. Thì em đo tổng chiều dài của nó đây. Nó rơi vào 29 ạ. Và bản ngang nó là 4.6. Lưỡi sử dụng của nó là 17. Chiều dày của dao nó là 1.90 ạ. 1.86 nha các bác. H76 200.000. H76 200.000. Em qua H77 ạ. H77 thì con dao này hiệu của nó đây. Hiệu của nó là chữ Nhật nha các bác. Này là thép 3 lớp ạ. Cây này này, thép của nó tách lớp này các bác. Đường vân của nó rất là đẹp ạ. 3 chốt chắc chắn nha. Thì chiều dài tổng của nó là rơi vào 28 ạ. Lưỡi sử dụng của nó là 15. Và bản ngang của dao nó là 4.4 ạ. Nó dày khoảng là 1.87. Thì cây này là H77 em bán là 160 các bác. H77 160. Em có H78 ạ. H78 rồi em có một con dao này của hãng Mark ạ. Hãng Mark. Còn nguyên tem Mark ạ. Và phần này này. Đó. Dao của Nhật này nó hay làm như thế này các bác. Lưỡi của nó thì cũng rất là an toàn. Lưỡi rất an toàn. Cái mũi á, mũi của nó an toàn lắm. Nó không có nhọn nhá các bác. Nó rơi vào là 30 ạ. Phần lưỡi của nó là 16 năm. Và bản ngang chỗ lớn nhất ấy, nó là 4.2 ạ. Nó dày khoảng là 1.63. Các bác mình cắt dưa hấu hay trái cây. Nói chung là đồ ăn chín thì là rất là ok ạ. H78 em bán 200.000.
H78 200.000. Em qua H79 ạ. À, có con dao này hiệu của nó đây. À, nó là Tharetteo, là thép không rỉ ạ. Thép không rỉ. Nó có 3 chốt ạ. À, khâu với chốt lưỡi của nó là đổ liền nhá các bác. À, chiều dài của nó rơi vào 29 năm ạ. Chiều dài của lưỡi là 17 và bản ngang của lưỡi đây, nó rơi vào là 10 à, rơi vào 4.5 ạ. Bản ngang của lưỡi nó là 4.5 ạ. Và chiều dày của dao đây. À, nó rơi vào 2.24 ạ. Cây này là H79 em bán 180 ạ. Em qua H80 ạ. Em có một cây đề 3 nhá các bác. Cây đề 3 này. Chữ trên bề mặt này. Và tay cầm của nó là cũng có chữ khắc nhiệt đấy, chữ khắc bằng nhiệt trên cán này. Đây có chữ luôn này các bác, chữ nhật luôn này. Về phần sống lưng của nó vẫn còn láng mịn ạ. Và lưỡi của nó, lưỡi mài hay gần như hai mặt luôn đấy. Cây này thì các bác chặt thì vô tư luôn. À, nó rơi vào chiều dài là 35 ạ. Phần lưỡi của nó là 20. Và bản ngang của nó là 5 cm ạ. Chiều dày con này dày lắm các bác. Nó là 7.05. Thì H80 này em bán 300.000. H80 300.000. Cây này đã xài qua rồi thì em bán 300.000 nhé các bác. À, rồi H81 ạ. Em có một cây đe bằng đồng ạ. Và thêm một cái búa đinh cũng bằng đồng luôn nhé các bác. Và cây này nó có số này. Phần mũi đe của nó vẫn còn này, chưa có chảy xước gì hết ạ. Mặt đe của nó đây. Mặt đe của nó này. Rất là láng mịn luôn ạ. Nó do là đồng nên nó mới ra màu này nhé các bác. Cây này mới chưa qua sử dụng ạ. Chữ của nó này. Em đo tổng chiều dài ra tận mũi đe nó khoảng là 12 năm ạ. Và bản ngang của nó là 4.5. Chiều cao của đe là khoảng 6 cm ạ. Khoảng 6 cm. Có thêm một cây búa bằng đe, búa đinh cũng bằng đồng luôn ạ. Thì cặp này là em bán là H81 750.000. H81 750.000. Một kẹp đe bằng đồng. Em qua H82 em có một cặp cán rìu. À, gỗ của nó là Hickory ạ, cán này của Mỹ ạ. À, thì các bác mình về làm cán dao, cán búa làm gì cũng được ạ. À, đây chiều dài của nó là rơi vào là 36 ạ. Nó có cái đầu nêm này các bác, có đầu nêm. Cây này thì còn rất là đẹp luôn ạ. Nó do ở ngoài bãi thì nó có dính này thôi. Vân của nó thì cực kỳ đẹp luôn ạ. Đây, chữ của nó là chữ Hickory ạ. 80k một cái ạ. Cặp này là 160 nha các bác. Rồi tiếp theo lên H83. Em có một cái rút IV nó còn mới này ạ. Còn rất là mới luôn. Và chữ của nó nổi ạ. Chữ nổi. À, về phần cài của nó đây. Vẫn còn nguyên ạ. Cây này còn đẹp lắm các bác. Phần tay cầm nó chưa có rách rời gì hết ạ. Và nó có 4 chế độ rút đây ạ. Thì em đo tổng chiều dài của cây này. À, nó rơi vào là 27 ạ. H83 350.000 cây rút IV. Tiếp theo em lên H84 em có một cây đục ạ. Cây đục này hiệu của nó là hiệu cái gì đây, Cuba Marine Made in Japan này. Cây này Made in Japan, lớp sơn mạ còn nguyên. Phần lưỡi của nó đây ạ, lưỡi đục rất là đẹp luôn ạ. À, lớp sơn mạ thì màu đỏ, nó do nó ngoài bãi nó hơi chảy xước thôi ạ. Nó rơi vào 20 nhá các bác. Và bản ngang của nó là 9 cm ạ. Cây đục này đẹp lắm ạ. H84 em bán 160.000. Tiếp theo em lên H85 ạ. Em có combo. Combo này là 3 cây mỏ lết. À, cây này thì nó của Thụy Điển ạ. Cây này của Thụy Điển, combo 3 cây này. Made in Sweden này các bác, là của Thụy Điển ạ. Nó là thép rèn nên nó màu của nó này là màu này nhá các bác. Này. 3 cây. À, size của nó là nó có size 6, 10 và 12 inch. 6, 10 và 12 inch. Nó là của Thụy Điển. Đây, Sweden này các bác. Cây này cũng thế. Thì combo này 3 cây H85 em bán 650.000 3 cây. Nó là thép rèn
650.000. Cây nào răng lợi cũng vẫn ok hết nha các bác. Tiếp theo em lên H86 ạ. Em có một cái búa nhổ đinh đầu đóng đầu nhỏ này. Đầu đóng của nó nét không các bác? Còn nguyên tem mác ạ. Cán của nó này, nó có da ban ở đây ạ. Cây này thì đẹp lắm ạ. Tổng chiều dài của nó rơi vào khoảng 35 ạ. Và qua hai đầu của nó đây, nó khoảng 13 ạ. Này, đầu nhỏ của nó này, đầu đóng này và đầu nhỏ này. Cây này đẹp lắm ạ. H86 240.000. Hôm qua H87 em có một cây búa này của Đức ạ. Một đầu đóng và một đầu này, đầu gò. Thì tay cầm của nó có hai chế độ tay cầm này, còn nguyên tem mác ạ. Phần nêm của nó này, búa Đức thì nó hay làm kiểu này nhá các bác. Em đo tổng chiều dài. Tổng chiều dài nó là 32 ạ và phần qua hai đầu đây rơi vào 11.5 ạ, 11.5. Thì H87 này em bán 250.000. Em qua H88 ạ. H88 em có một cây dìu nhá các bác. Dìu này của Nhật ạ. Lớp sơn mạ của nó còn nguyên zin luôn ạ. Phần lưỡi của nó này. Thì em đo phần qua cán nó nhá. Cây này cán nó ngắn ạ, khoảng là 37 ạ. Và chiều dài của lưỡi, chiều dài của lưỡi nó là 20 nhá, bản ngang. Bản ngang của nó là 22 năm ạ. Này, đầu nêm của nó này các bác. Cây này nguyên zin luôn đấy ạ. Nguyên zin luôn. Thì cây này là nó nặng 2,4 kg. H88 em bán 400.000. H88 400.000. Tiếp theo em lên H89 ạ. H89 thì em có một cây kẹp này. Cây này thì nó còn mới ạ. Còn mới, nó còn cái này đây này. Nó có các loại đinh này để cho các bác bắn đây. Các bác làm văn phòng thì rất là ok luôn ạ. Mới chưa qua sử dụng nhá các bác. Thì em đo chiều dài. Chiều dài của cây kẹp này nó rơi vào là 28 cm đấy ạ. Hay 28 cm nhá các bác. Còn mới ạ. Còn mới lắm ạ. Đằng trước đằng sau đây. Này là các bác dùng trong văn phòng thì rất là ok luôn ạ. H89 200.000. H89 200.000 nhé các bác. Tiếp theo lên H90 ạ. Em có một cái cán dìu. Em có một cán dìu này. Nó có số trên này này. Tay cầm của nó này. Hôm nay em sell cho các bác nha. Cây này là nó dài là 90 ạ. Em bán 250.000. Mọi khi em bán 400.000 nhé các bác. Đấy, em sell cho các bác. Đẹp lắm ạ. Gỗ cực kỳ đẹp luôn. Cán cong này nó làm rất là công trình ấy, công kỳ công đấy các bác ạ. Mà tốn gỗ nha. H24 250.000. Tiếp theo đến H25 ạ. H23 của em ạ. H23 thì em có một cây búa này, cây búa bổ ạ. Nó dài là 87 và nó nặng 2,4 kg. Lưỡi của nó này, cây này còn mới chưa qua sử dụng nha. Đầu nêm của nó này các bác, một bên 4 tia và một bên 3 tia. Cây này đẹp lắm các bác. Tay cầm của nó này, nó dài 87, nặng 2,4 kg. Em bán 500.000. Em đo cái lưỡi của nó chiều dài đi ạ. Nó rơi vào là 17 ạ. Và bản ngang của lưỡi là 7 cm ạ. 500k nhé các bác. Rồi tiếp theo em lên. Hôm nay em lại về được một cuộn dây điện Hataza này các bác. Cuộn dây điện Hataza nó là lõi của nó là 2 chấm. Nó có chân này cho các bác. Và phần du lô của nó vẫn chưa có cong vanh mốp méo gì đâu ạ. Thì cái này là cái này này, nó có số ở trên này. Nó có made in Japan này các bác. Made in Japan. Phần du lô của nó vẫn còn đẹp lắm ạ. Và nó có cái này tự ngắt này. Có cầu chì tự ngắt này.
Nó có 3 ổ cắm này, nó có nắp bảo vệ hết ạ. Mưa nắng nha các bác. Phần du lô nó thì còn vẫn là đẹp ạ. Trên phần du lô nó có Hataza này. Về phần dây điện thì em kiểm tra hết rồi, không có một chỗ nào nó có cấn móc gì đâu ạ. Trên dây cũng đóng Hataza này. Dây lõi của nó 2.0 nhá. Thì cuộn du lô này hôm nay em sell cho các bác, mọi khi em bán 1.3 triệu, hôm nay em bán 1.2 triệu thôi. H90 1.200.000. Tiếp theo lên H91 ạ. Em có một cái bình bằng đồng này, chữ đóng này, chữ mộc đây, mộc này. Họa tiết của nó đây ạ. Họa tiết là hình của nó rất là đẹp luôn ạ. Lớp sơn mạ thì nó có hơi chảy xước ra này, nó hở đầm ra này các bác. Các bác cắm mình bông khô thì nó rất là đẹp này, có chim mà. Họa tiết này rất là đẹp luôn ạ. Đấy. Thì cái bình này tay em cầm này, tay em vòng này này cho các bác nhìn này, cái ni của nó nhá. Và chiều cao đây. Chiều cao của nó khoảng là 14 năm ạ, và qua miệng của nó là 7. Qua miệng là 7. Và cái đáy của nó qua ngang là 8 cm ạ. Này nó có chữ Nhật này. Này cũng thế, có chữ đây, mộc truyện này, rất là đẹp luôn ạ. Thì cái này là H91 em bán 600.000 một cái bình bằng đồng. Em qua H92 ạ. H92 em có một cặp chân đèn nhá các bác. Bằng đồng luôn ạ. Cây này còn rất là đẹp luôn ạ. Này họa tiết của nó này. Đấy, họa tiết của nó này. Nó có công phượng này ạ. Này, cái này nó bị bong mất một cái này, hai cái này nó bị bong mất một cái logo này các bác. Và phần này thì nó lại hai cái nó khác nhau ấy, nó bị rơi mất cái vòng này các bác ạ. Nhưng mà nói chung là mình đặt lên này thì không có ảnh hưởng gì ạ. Này, mình đặt này lên bàn thờ, mình cắm đèn cầy thì chỗ này nó có đèn cầy chảy xuống, nó có chứa cho mình rồi. Nó hở ra là đồng này, nhỡ chảy á thì em đo chiều cao của nó là khoảng 20 ạ. Chiều cao của cặp đèn này là khoảng 20. Thì H92 này em bán là 550.000 nhá các bác. Em qua H93, em có một chuông bằng đồng. Chuông bằng đồng thì qua miệng của nó đây, nó rơi vào là 7.5 ạ. Và nó sâu khoảng là 3.5. Tiếng nó rất là hay ạ. H93 này em bán là 150.000. Em qua H94 ạ. Này, cái này thì nó hở đồng nhá. Này, họa tiết của nó là nó hở đồng. Thì em qua miệng của nó, nó rơi vào là 7 cm ạ. Và nó sâu khoảng 3 cm. Thì H94 này em bán 100.000. Em qua H95 ạ. H95 thì em có một cặp voi. Nó bằng nhôm ạ. Nó bằng nhôm thì các bác về có thể là sưu tầm, trưng bày hoặc làm đề có các bác. Này, họa tiết đẹp lắm ạ. Một cặp ạ. Này, các bác làm đề co thì rất là ok luôn. Một cặp này nó là nhôm á. Em thấy nó rất là nhẹ luôn ạ. Thì cặp này là em bán là... H95 200.000 ạ. 200.000 một chú voi nhá các bác. Các bác mua hai chú voi này phải là 400.000 ạ. Đấy. Rồi tiếp theo có một cái bình đồ nghề nhá. Bình. Cái thùng đồ nghề. Thì về hình thức của nó là có tay cầm này, lớp sơn mạ màu xanh. Nó ngang là 20. Dài 41, cao 15. Hiệu của nó là hiệu Tonebook ạ. Thì do nó vận chuyển thì nó có cấn móp một ít ạ. Đây, nó móp một tí chỗ này. Nó cấn móp một ít thôi ạ. Hiệu Tonebook. Còn mới lắm ạ. Đấy, khi các bác mở này, bên trong của nó cực kỳ mới luôn ạ. Các bác mình này xài gia đình thì có những cờ lê mỏ lết hoặc kìm bố đinh của mình có thể bỏ vào. Mình chốt nó lại, không bị thất lạc nha các bác. Nó cấn có một ít ở đây thôi này.
và nó có hai khóa hai bên các bác, hai khóa hai bên, các bác mình xài xong thì khóa lại hai chốt hai bên, cấn mất một tí ở đây không có ảnh hưởng gì đến bên trong mà, đằng trước đằng sau này. Nói chung là cây này rất là đẹp luôn ạ. Thì H96 này em bán 300.000. 300.000 nhá các bác. Em qua hôm nay em lại về được một cái xe đẩy này các bác. Một cái xe đẩy. Một cái xe đẩy này thì nó kéo chiều cao lên của nó là được 95 cm ạ. Rất phù hợp với các bác mình mà có kho, kho hàng ấy. Đấy, khi mà các bác ấy là chốt nó lại như thế này này. Đấy, chiều cao của nó là khoảng 90 mấy cm này các bác. Đây, em đo chiều cao này. Xe đẩy này thì các bác mình có thể đẩy lúa, đẩy gạo hoặc là bia nước ngọt đấy các bác. Rất là phù hợp luôn ạ. Thì em đo qua ngang của nó đây. Qua ngang của cái chỗ mà nó phần để thùng bia đấy ạ. Nó rơi vào 22. Và chiều dài của nó là khoảng là 45 ạ. Chiều dài khoảng 45. Khi các bác mở ra đây, mình đẩy ở trong kho rất là nhẹ, hoặc là mình xuất hàng hoặc khách khứa đến lấy đồ mình đẩy ra nó rất là nhẹ. Bánh của nó là bánh đặc và đường kính bánh nó rất là lớn, các bác đẩy rất là ok, rất là nhanh luôn ạ. Khi mình sử dụng xong thì mình mở nó ra, mình xếp nó lại. Đấy. Xếp vào trong góc nhà rất là gọn. Thì cái xe này là em bán 450.000 nhá các bác. 450.000 cái xe đẩy này. Nó có dây để cột lại đấy ạ. Và em có 4 cái bánh xe. 4 cái bánh xe này, 4 bánh xe màu nó màu đỏ nhá các bác. Màu nó màu đỏ, có 2 bánh chết không có quay. 2 bánh chết không quay, size của nó là 150 x 38. Nó có da ban này. Và hai bánh này quay 360 và nó lại có khóa. Có khóa hiệu của nó đây các bác, hiệu của nó đây là G150S này. Size cái nào cũng đóng size hết này, 150 x 39 ạ. Hai khóa. Hai khóa mà khóa lại quay 360 nhá. Đây, thì cái này là nói thế là các bác biết đường kính nó bao nhiêu rồi, nó phù hợp rất là dùng ở trong máy phát điện hoặc là những cái xe đẩy lớn đấy các bác. Thì đường kính của nó này, đường kính của nó qua ngang bánh nó là 3 cm và chiều cao từ bát đến bánh nha, nó khoảng 21 ạ. Nó chịu lực được khoảng 2 tấn nha các bác. Thì bộ này em bán là 950.000. Video của em là xin kết thúc tại đây ạ. Này, cảm ơn các bác đã theo dõi video của em ạ. Em xin chân thành cảm ơn nha các bác.